Bạn thực sự sống được bao nhiêu năm? Câu chuyện kể rằng, khi Thượng Đế sinh ra con người có cuộc sống sung sướng, Thượng Đế cho con người được 20 năm tuổi. Khi Thượng Đế sinh ra con trâu phải lao động vất vả, Thượng Đế cho con trâu 60 năm tuổi. Thượng Đế sinh ra con chó có cuộc sống phải giữ nhà, Thượng Đế cho con chó 20 năm tuổi. Và Thượng Đế sinh ra con khỉ suốt ngày phải nhăn nhó, chuyền từ cành này sang cành khác, và Thượng Đế đã cho con khỉ 20 năm tuổi. Lúc này con trâu không đồng ý, nói rằng con sinh ra phải lao động vất vả, mà bây giờ có đến 60 năm tuổi, cho nên con xin Thượng Đế, con chỉ cần 20 năm là đủ. Con chó nói rằng con phải giữ nhà suốt ngày, cho nên Thượng Đế cho con 10 năm là đủ. Con khỉ thì bảo rằng cả ngày con phải nhăn nhó, chuyền từ cành này sang cành khác, cho nên con cũng chỉ cần 10 năm là đủ. Và lúc này con người đã vội miệng xin Thượng Đế, 40 năm của trâu không dùng, Thượng Đế hãy cho con 10 năm của chó không dùng, Thượng Đế hãy cho con 10 năm của khỉ không dùng, Thượng Đế hãy cho con. Và cuối cùng cuộc đời con người trung bình khoảng 80 năm, chỉ thực sự 20 năm đầu được làm người sống sung sướng, được cha mẹ bảo bọc chăm sóc. 40 năm còn lại phải cày như trâu, 10 năm tiếp theo phải giữ nhà như chó, 10 năm còn lại cuối đời phải nhăn nhó, đau ốm, bệnh tật giống như là con khỉ. Câu chuyện này nghe có vẻ rất bình thường và tất cả mọi người đều chấp nhận quy luật như thế. Mãi cho đến khi mình đọc được một cái quyển sách Tuần Làm Việc 4 giờ và gia nhập đội ngũ New Rich, mình cảm nhận được một điều, cuộc sống hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể sống 20 năm đầu để làm người, 10 năm tiếp theo để làm việc và tận hưởng phần đời còn lại để giúp đỡ mọi người. Đó mới gọi là cuộc sống. Đây gọi là người không lo xa, ắt phải lo gần. Hãy đào giếng trước khi mình khát nước, hãy suy nghĩ trước khi cuộc sống mình trở nên quá muộn.